Hello anh em nha. Chào mừng anh em quay trở lại với kênh YouTube của mình. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái clip. Nó hơi khó khăn một xíu. Đó nên là mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách tải cái con game nè. Tải con game này. Đó. Nhưng mà mình làm cái video này nó rất là dễ bị Facebook xóa, bị YouTube xóa anh em ạ. Tại vì cái con game này là con game có phí anh em, cho nên là mình hướng dẫn cho anh em cách tải con game này thì miễn phí, thì YouTube nó xuống mình mấy lần rồi, mình up clip mấy lần rồi, xuống mấy lần rồi. Cho nên clip này mình sẽ không có nói gì nhiều, cũng như không có làm hướng dẫn nha anh em. Mình chỉ để cái đường link tải cho anh em ở phía dưới cái phần mô tả thôi, chứ mình cũng không có làm gì hết. Tại vì mình khi mình làm thì nó YouTube nó sẽ tự động, nó sẽ quét và nó sẽ xóa video của mình. Thì cũng rất là đơn giản thôi, anh em chỉ cần xem video này của mình và anh em tìm dưới cái phần mô tả video ở cái đường link đó, thì anh em tải cái file APK đó về rồi anh em cài đặt thôi nha anh em. Anh em cài đặt rồi chơi thôi. Thì cái link của mình là cái link phiên bản 1.21.31 nha. 1.21.31. Đó. Thì có link tải thì anh em bấm vào tải bình thường thôi, chứ không có gì hết. Anh em tải bình thường. Tại vì hồi nãy mình có làm một cái clip hướng dẫn cho anh em một cách chi tiết nhất, nhưng mà mình up lên bị YouTube nó xóa mất rồi anh em. Thì sẵn đây nào thì anh em nào mà chưa đăng ký cho mình thì ủng hộ cho mình một lượt đăng ký nha. Em nào chưa đăng ký thì ủng hộ cho mình một lượt đăng ký. 2.999 rồi anh em. Anh em ủng hộ cho mình một lượt đăng ký lên 3.000 nha. Thì ở video mình chuyên hướng dẫn cho anh em về các cách tải game, cũng như là cài ứng dụng, cũng như là một số vấn đề liên quan tới điện thoại Android và iPhone, iOS. Thì mình cái game này mình cũng không biết chơi ra sao nữa các bạn. Thì mình xin nhắc lại cái link tải mình để ở dưới phần mô tả, chứ mình không có hướng dẫn chi tiết, tại vì mình hướng dẫn chi tiết là Facebook nó sẽ quét nó số video mình của các bạn. Game này mình cũng không biết là chơi sao luôn á các bạn.
không biết chơi sao luôn. Mình cũng không thấy ai luôn ta. Tải game về được rồi nhưng mà không biết chơi các bạn ơi. Mà là cái gì ta? Đánh nó được không? Cho nó không bể ra. Hai con kêu rồi. Ủa? Nhận được cái kêu à. Ủa xoay được rồi nè. Tối rồi anh em ạ.
thì cái link tải game mình để dưới phần mô tả nha. Anh em tải về rồi chơi thôi, chứ mình thật sự mình cũng không thích cái con game này và mình cũng không biết chơi con game này ra sao. Mình chỉ làm video để cung cấp cái đường link tải cho anh em thôi. Tại vì hồi nãy mình có làm một cái video hướng dẫn chi tiết anh em tải thì nó bị YouTube nó xóa thôi. Ngày tối chứ anh em. Mua kiếm được à? Được không ta? Ủa, có con gì mắt đỏ đỏ ghê vậy? À, ở dưới nước hả? Đây là gì? Con gì mà vừa kêu ta?